Hello anh em, vâng và hôm nay cửa hàng chúng em lại xin tiếp tục review và lên sóng cho anh em một lô máy cưa xích tổng cộng gồm có 10 con máy hàng Nhật nội địa đến từ rất là nhiều các thương hiệu khác nhau. Và hôm nay là ngày 31 tháng 5, cửa hàng chúng em lại xin lên sóng và giới thiệu cho anh em và anh em ạ. Đó, cũng gọi như là gần bước qua một tháng mới luôn rồi. Vâng và anh em nào mà đam mê hệ máy cưa xích Nhật nội địa, anh em nào mà đang cần tìm cho mình những máy cưa hàng Nhật nội địa thì anh em hãy thẳng thắn liên hệ cho cửa hàng chúng em. Đường dây số điện thoại 0354392929. Còn anh em nào mà yêu quý em ấy thì hãy xin cho em một like và đăng ký kênh để ủng hộ cửa hàng chúng em anh em nha. Vâng, cửa hàng chúng em tại thôn 8, xã Đắk Búc So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Số điện thoại của cửa hàng chúng em 0354392929. Và hôm nay cửa hàng chúng em lên là lô chữ P anh em nhá, từ P1 cho tới B10. Đó, chữ P. Đó, đánh dấu ký tự hết rồi anh em nha. Và báo giá trên từng con máy rồi. Và kèm theo trong lô ngày hôm nay thì em chỉ chèn một cây duy nhất, là một cây máy hàng mới đến từ Trung Quốc anh em nha. Đó, máy hàng mới, để cho anh em nào mà cần tìm một chiếc máy cưa hàng giá rẻ, giá hạt rẻ. Đấy, công suất lớn một tí xíu để về sử dụng gia đình, sử dụng cắt chơi chơi. Giá chỉ 1,6 triệu con P4 nha. Còn tất cả những con còn lại là những hàng Nhật bãi nội địa. Đấy, anh em xem tham khảo kỹ video anh em nha. Vâng, đầu tiên P1 là một con máy cưa đến từ thương hiệu Estin MS200. Nóng 40 ly, công suất 36cc. Con này giá 3,4 triệu, cửa hàng chúng em miễn phí ship này. Con 023, nóng 40 ly, công suất 40cc, giá 3,9 triệu. Một con máy cưa Echo Curit V3200. Con này là 34cc này, hàng Nhật bãi nội địa anh em nhá, giá 2,7 triệu. Đây con máy mới đây, đến thương hiệu Shimano, giá chỉ 1,6 triệu thôi. Nòng của nó là 45 ly, công suất lên đến 52cc. Chụp giật trợ lực làm dài 50cm, giá chỉ 1,6 triệu anh em nhá, về cho anh em sử dụng chơi chơi đấy ạ. Một con máy cưa Komatsu Genowatt, con này thì 32cc anh em nhá. Chụp giật trợ lực, con này là siêu trường siêu trọng, cực kỳ bền bỉ con rồi. Đó, anh em nào mà cần một chiếc máy cưa tiết kiệm nhiên liệu bền bỉ, thương hiệu này đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho anh em nhá. Rất là đầy nhiều chức năng về con này luôn. Sau đây thì tí nữa cửa hàng chúng em sẽ giới thiệu sau. Giá 2,6 triệu. Con máy cưa Tanaka, cực kỳ đẹp luôn, hàng siêu VIP chất lượng, theo máy làm Latin luôn anh em nhá. P6 giá 2,150,000. Máy móc tem mác hầu như là còn chuẩn chỉ nguyên này. Một con máy cưa đến từ thương hiệu Hitachi. Đó. Lam Latin anh em nhá, giá 2,1 triệu. Đến thương hiệu Hitachi. Một con máy cưa đến thương hiệu Tananka này, giá 2,050,000, theo máy Lam Latin luôn anh em nhá. Và hôm nay lấy sóng cho anh em hai con máy cưa tay cụt. Một con máy cưa đến thương hiệu Makita, theo máy Lam Latin, hệ Lam tản nhiệt luôn anh em nhá. Con này hệ đề cao này, cực kỳ nhỏ gọn luôn. Giá 2,000,000. Con này thì cân nặng chỉ khoảng 3kg thôi. Và con máy cưa Ryobi cũng thế, cực kỳ nhỏ gọn cho anh em nào mà cần một chiếc máy nhỏ nhẹ anh em nhá. Đó, đây lên sóng tổng cộng con đấy là 1,8 triệu. Rồi, và tổng cộng lô ngày hôm nay là gồm có 10 con rồi đấy ạ. Em sẽ vừa rồi đã nói sơ sơ qua. Anh em mà đã ưng ý kết con nào rồi ạ, thì sau đây cả chúng em sẽ đặt máy quay xuống để review giới thiệu cho anh em. Cũng như là giật test nổ này, xem hệ thống lam xích này, máy móc tình trạng như thế nào thì em sẽ báo rõ trên video anh em nhé. Dạ vâng, cây máy đầu tiên đến từ thương hiệu của Đức anh em nhé. Con này là dòng máy cưa Estin MS200 này anh em. Của nó nòng của nó là 40 ly anh em nhé. Công suất của nó là 36cc. Rất là phù hợp về cho anh em nào mà sử dụng khai thác tầm trung cũng như là sử dụng gia đình. Đó, về cho anh em con này thì có thể sử dụng cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 35cm đổ lại. Hệ thống nắp của nó là hệ sử dụng nắp cài giống như kiểu một cái dòng máy để Estin cao đấy ạ. Anh em nào mà đã tham khảo qua những hệ máy Estin cao rồi thì những cái máy hệ mà để cao giống như kiểu là Estin 381, 382 thì tại bây giờ thì nó vẫn sử dụng là nắp cài như thế này anh em nhé. Siêu tiện lợi và dễ dàng thay thế luôn. Đó. Lam con này dài mặt cắt là được 35 phân, xích của nó là sử dụng là xích chung 91 nhá. Lam xích là nguyên zin nguyên bản của nó này. Khóa xích, thắng xích thì có sử dụng đầy đủ nguyên cho anh em này. Để cho anh em về tiện, dễ dàng sử dụng. Hệ thống con này quá là đẹp luôn rồi. Mặt tiền của nó anh em nhìn nhá, hầu như là chưa hề bong chóc nước sơn gì cả. Đó.
quay tổng thể cây máy cho anh em xem qua. Anh em mà đam mê hệ cơ Estin thì báo cho em là mã là P1 anh em nhé. Hiện tại con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3.400.000, miễn phí vận chuyển cho anh em. Cam kết là tới tay anh em là giật nổ ngon lành, nhận hàng kiểm tra hàng rồi mới thanh toán. Phần bên dưới này là đổ xăng pha nhớt anh em nhé. Bên trên là đổ nhớt để bôi trơn làm xích như thế này. Phần nòng hơi của con này thì anh em giật vừa nãy em đã giật qua rồi ạ. Anh em nhìn siêu chắc chắn luôn, giật cực kỳ khó luôn anh em nhé. Giật lực cực kỳ khỏe thì nó mới có thể nổ được. Vì hơi của nó thì còn khá là còn đẹp. Em đã tháo bô và kiểm tra rồi, phần bít tông của nó thì khá là còn sáng rồi anh em nhé. Rồi còn anh em nào muốn lớn lớn một tí xíu nữa thì một chiếc máy cưa đến từ thương hiệu Estin tiếp. Sản xuất vẫn là của Đức, thương hiệu Estin 023. Con này giá 3.900.000 anh em nhé. Công suất của nó là 40cc, lớn hơn con P1 một tí xíu. Để cho anh em nào mà muốn tìm một chiếc máy khỏe khỏe hơn ấy, vẫn để khai thác tầm trung cũng như là sử dụng gia đình anh em nhé. Lam con này dài mặt cắt là được bao nhiêu phân đây? Mặt cắt là 35 phân. Xích của con này là xài xích 325 anh em nhé. Xích 325 gọi như là gần như là xích đại luôn rồi, chỉ thua xích 72 nữa thôi. Hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 19 này, vẫn là nguyên zin nguyên bản, khóa xích thắng xích sử dụng đầy đủ. Con này thì hiện tượng tình trạng máy cam kết cho anh em vẫn là chưa bung chạm máy móc, cam kết nguyên zin nguyên bản made in Germany. Phần bên dưới này là đổ xăng pha nhớt, bên trên này là đổ nhớt để bôi trơn làm xích. Rồi còn anh em nào mà thích lại nhỏ nhỏ xinh xinh, một con máy cưa Echo Curit V3002, công suất của nó là 34cc anh em nhé. Nòng 38 ly, hệ máy nòng đứng, khóa xích thắng xích sử dụng đầy đủ cho anh em. Phần bên dưới này là đổ xăng pha nhớt, còn bên trên là để nhớt để bôi trơn làm xích. Đây, tổng thể lam con này sử dụng lam dài mặt cắt là được 30 phân mặt cắt anh em nhé, 30 phân mặt cắt. Xích sử dụng nó là xài xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện đấy ạ. Vẫn là hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 này. Con này thì đời có xả áp anh em nhé, có xả áp để giúp cho anh em giật máy nó thì nhẹ nhàng hơn. Giá 2.700.000 thôi, miễn phí vận chuyển cho anh em. Thương hiệu Echo Curit thì khá là chất lượng rồi, và hầu như là lên sóng video nào em cũng đều có thương hiệu này cả anh em nhé. Bán cực kỳ chạy và rất là ưa chuộng của khách hàng. Mm-hmm.
Công suất 34cc thì con này thì có thể cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 đến 30cm đủ lại anh em nhé. Anh em nào mà cảm thấy mà vừa thấy nhu cầu sử dụng gia đình cho mình thì có thể lựa chọn và báo giá cho em là bay P3 để đặt hàng anh em nhé. Rồi, và anh em nào mà muốn máy cưa hàng rẻ nhưng mà công suất lớn, đây, không còn ngoài sự lựa chọn nào khác, một con máy cưa hàng mới đến từ thương hiệu Yamano anh em nhé. Con này chỉ 1.600.000 thôi nhưng mà công suất của nó thì lên tới 52cc để cho anh em về sử dụng. Có tích hợp chủ giật trợ lực cho anh em này, thắng xích sử dụng này. Máy này là hệ hàng máy mới anh em nhé, chứ không phải là hàng máy bãi đâu ạ. Đó, tại vì ở cửa hàng chúng em hiện tại là còn một cây duy nhất nên là em quay lên trên này để bán xả cho anh em luôn. Chỉ 1.600.000, anh em nào mà có đam mê nhu cầu thì có thể đặt hàng để về sử dụng chơi chơi vậy. Hai ốc chân lao vẫn trực tiếp bằng khóa 13. Con này là thủ dạng máy lớn nhất trong lô ngày hôm nay rồi anh em nhá. Lam con này dài mặt cắt là 50cm, 50cm luôn, để cho anh em về dễ dàng sử dụng. Tiếng máy thì cực kỳ khỏe, chất lượng luôn. Chụp giật trợ lực thì xài cực kỳ bền bỉ luôn rồi. Ở bên dưới này là đổ xăng pha nhớt anh em nhá. Bên trên là để nhớt để bôi trơn làm xích. Máy cưa mới nên là tất cả này, từ lam là cũng mới luôn, xích là xích mới luôn, từ A tới Z là đều là hàng mới hết anh em nhá. Anh em mà có nhu cầu mà cần tìm một chiếc máy cưa hàng rẻ mà sử dụng mà để cắt lớn này thì lựa chọn ưu tiên cho anh em. B4 chỉ một cây duy nhất tại cửa hàng thôi. Anh em nào ưng ý thì báo cho em là mã B4 anh em nhé. Rồi, còn anh em nào mà thích bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, hàng không cần phải lớn nhưng mà đủ tiêu chí bền bỉ tiết kiệm nhiên liệu, đến từ thương hiệu Komatsu Genowatt, Made in Japan anh em nhé. Hàng này là hàng của Nhật nội địa, giá 2.600.000. Biết tại sao ạ? Con này thì em bán cực kỳ chạy luôn, bởi vì ấy, hệ này này nó được tích hợp đầy đủ chức năng cho anh em nào để em giới thiệu qua nhé. Chụp giật trợ lực này, núm bơm xăng phụ này, e gió tự động này, đấy, e gió tự động này, núm xăng phụ này, hệ thống giảm nhún lò xo này, phần bô của nó là phần bô giảm âm này, đấy, thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ cho anh em, không còn thiếu một chức năng gì cả. Tất cả những chức năng mà có ở trên máy cưa thì nó đều tích hợp vào cho con này hết anh em nhá. Phần bên trên là đổ xăng pha nhớt, bên dưới là để nhớt để bôi trơn làm xích. Anh em chú ý giúp em nhé, tại vì hai cái này thì nó ở sát nhau quá. Bên dưới là để nhớt để bôi trơn làm xích, bên trên là đổ xăng pha nhớt anh em nha. B5 của nó giá 2.600.000, về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại. So này thì cực kỳ bền bỉ, cũng như là hàng nó cực kỳ êm ái cho anh em về sử dụng luôn. Phần máy thì nổ thì cực kỳ êm luôn rồi. B5 giá của nó là 2.600.000 anh em nhé. Anh em nào mà đam mê thương hiệu mà thích sự một chiếc máy mà
với sự bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu thì con này là đứng top luôn rồi. Vâng, và bây giờ là qua những máy cưa nho nhỏ để cho anh em về sử dụng gia đình đây, cắt củi nấu rượu hoặc là cắt những cái khúc gỗ mà nho nhỏ thôi để cầm đi làm rẫy làm vườn anh em nhé. Con B6 này là đến từ thương hiệu Tananka anh em, giá nó là 2.150.000. Tại sao là nó sẽ có giá đấy? Công suất của nó lên đến 33cc, hàng máy thì hàng máy sưu tầm, hàng đẹp luôn rồi, anh em không phải lăn tan rồi nhá. Và con này thì nó được tích hợp cho anh em đã lên cho anh em một cây lam thép đầu Latin xịn cho anh em để cho anh em về sử dụng rồi anh em nhá. Còn nguyên zin nguyên bản theo máy của nó ấy, thì nó sẽ là lam bánh xe đó, nhưng mà tình trạng lam bánh xe của nó thì nó đã quá cũ cũng như là hỏng mất rồi, nên là cả chúng em đã lên cho anh em một cây lam Latin để cho anh em về sử dụng rồi anh em nhá. Đó, còn phần máy thì hầu như tem mác là còn đầy đủ nguyên, không thua kém bất kỳ một chiếc máy nào có trong lô ngày hôm nay cả. Cho anh em có thể cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại, nếu mà anh em có nhu cầu mà cắt một phát mà đứt luôn đấy ạ, thì tầm khoảng 20cm đổ lại thì con này là cắt phát một luôn anh em nhé. Rồi, một con máy cưa đến thương hiệu Hitachi nữa, con này thì cả chúng em thì cũng đã lên cho anh em một cây lam Latin hàng thép xịn rồi anh em này. Giá 2.100.000, 2.100.000 rồi. Công suất của nó thì lên đến 30cc lại để cho anh em về sử dụng. Hai oxit lam bằng trực tiếp bằng khóa 10. Con này vòng tua của nó thì khá là nhạy và cũng như là tiếng bô của nó thì nổ cực kỳ thoáng máy. Vẫn cho anh em về sử dụng cắt gỗ một phát đứt luôn là tầm 20cm đủ lại. Cây lam ấy ạ thì nó dài là 35cm đó, 35cm là và phần mặt cắt anh em nhé. Xích của nó là sử dụng xích mini, cắt một phát đứt luôn là tầm 20cm đổ lại. Còn nếu mà anh em là có khúc gỗ lớn hơn thì vui lòng cắt cho em tầm khoảng 1 đến 2 lần đó, ví dụ là tầm khoảng khúc gỗ tầm khoảng 20 đến 25cm thì có thể cắt làm chia làm cắt là 2 lần hoặc là 3 lần gì đó. Giá 2.100.000, hệ máy cưa cưa xăng thì anh em biết rồi, nó cực kỳ xài thì cực kỳ sướng luôn rồi, anh em nào biết cách sử dụng thì xài quá là sướng luôn. B8 giá 2.050.000, con này thì vẫn là tích hợp cho anh em một cây lam Latin anh em nha. Đó, cây lam Latin, xích của nó là xài xích mini. Anh em phải biết ý, là trên thị trường bây giờ nếu mà anh em thử mua một cái máy cũng giống như thế này nhưng mà xài lam bánh xe thôi ấy, thì nó sẽ rẻ cho anh em được 1 đến 200 ngàn, nhưng mà về độ bền của cây lam ấy ạ thì cây lam bánh xe thì nó sẽ không bao giờ được cao và bền bỉ bằng lam Latin được anh em nhá. Cái đầu Latin là cái đầu này đấy ạ, đấy nó đắt hơn một chiếc máy như thế này, nó đắt hơn chỉ khoảng 100 ngàn thôi, nhưng mà nó được tích hợp cho anh em một cây lam xịn thì anh em có đáng mua không ạ? Đấy, con này thì nó được tích hợp cho anh em là có núm ươm xăng phụ cho anh em để anh em dễ dàng lên xăng anh em nhé. Công suất của nó vẫn là 33cc, cắt một phát đứt luôn là cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Hai oxit lam vặn trực tiếp bằng khóa 10, lam dài tổng thể là 35cm phần mặt cắt. Còn anh em nào thích hệ máy cưa tay cụt đây, một máy cưa đấy thương hiệu Makita, có núm ươm xăng đầy đủ cho anh em để cho anh em dễ dàng lên xăng, dễ dàng nhạy nổ này. Đặc biệt cây lam này thì nó được tích hợp là cây lam
hệ đầu Latin anh em nhé. Và con lam này là lam tản nhiệt, lam dài mặt cắt là được 27 cm, tổng thể cây lam dài mặt cắt là 27 cm anh em nhé, cực kỳ nhỏ nhẹ luôn, nó rơi vào tầm khoảng 3 kg thôi, cho cả lam xích cả xăng nhớt vào, có tích hợp chủ giật trợ lực lò xo cho anh em đó. Và đầu của nó là hệ đầu mũi nhọn để cho anh em, khi mà anh em nào muốn cần một chiếc máy cưa mà để điêu khắc luôn ấy ạ, thì cần một chiếc máy cây lam mũi nhọn thì con này là theo máy là có luôn anh em nhé. Để về cho anh em nào mà thích điêu khắc thì con này có thể xài được. Và cuối cùng là một con máy đến từ hiệu Ryobi, cũng là của hàng Nhật nội địa luôn, B10, giá chỉ 1.800.000 thôi. Anh em nào thích sự nhỏ gọn nữa anh em nhé, cân nặng cũng chỉ khoảng tầm 3 kg, cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Anh em có trèo tít lên ngọn cao thì con này cầm thì không hề biết mệt luôn anh em nhé. Đó, chỉ 1.800.000 đến từ hiệu Ryobi, máy móc cam kết cho anh làm nguyên zin nguyên bản A tới Z. Phần lam con này thì nó khá là ngắn để cho anh em nào mà nhu cầu mà nói chung là cắt ngắn thôi, nhưng mà con này thì vẫn có thể lên lam dài được anh em nhé, vẫn có thể lên lam dài được. Công suất của nó thì nó cũng khá lớn mà, lam con này dài tổng thể mặt cắt thì nó được có 20 cm thôi. Có anh em nào muốn cần một chiếc lam dài hơn thì em vẫn có thể lên cho anh em hoàn toàn miễn phí, giá vẫn chỉ 1.800.000. Nhu cầu nếu mà anh em muốn đặt con này anh em nhé, mà không thích lam xích như thế mà muốn lên lam xích dài hơn thì em sẽ lên cho anh em hoàn toàn miễn phí. Quan trọng là cái cây máy nó có ngon lành hay không. Còn lam xích thì nếu mà anh em không có nhu cầu thì em sẽ lên cho anh em. Máy móc con này thì khá là đẹp và con nổ ngon lành luôn rồi. Anh em nào có nhu cầu thì báo cho em là P10, giá chỉ 1.800.000 thôi. Vâng, vào rồi thì cả hai chúng em thì đã giật test nổ tổng cộng gồm có 10 con. Anh em nào mà ưng ý và đam mê con nào rồi thì muốn đặt hàng thì hãy liên hệ cho em số điện thoại để dưới màn hình anh em nhé, 0354392929. Số đó thì cửa hàng chúng em có sử dụng Zalo luôn. Anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng em. Rồi em xin chào anh em và em nhờ video tiếp theo.